bối rối rồi. Nếu mà ngồi một lúc mệt quá. Nếu mà Giang bảo là cũng được con thì Giang nghĩ Giang là một người mẹ rất là tâm lý. Anh tin là Giang là một người mẹ tâm lý. Tại vì thế này, không có cái gì là nó không nói được với Giang cả. Giang là người là rất là thích chia sẻ. Giang có thể chia sẻ với nó về tình yêu. Mẹ ơi, ngày hôm nay con rung động với một chàng trai như thế này thì Giang sẽ dạy nó cách làm sao để tán tỉnh chàng trai đó. Nếu mẹ ơi, nếu con thích cô gái này thì Giang cũng biết cách làm sao để mà tán tỉnh một người phụ nữ. Trong Giang có cả một bộ não người đàn ông ở đây với một con tim của một người phụ nữ ở đây thì Giang có thể biến hóa tất cả. Còn nếu như nó là một người chuyển giới thì quá tốt rồi, Giang lại càng biết cách làm sao để cho nó trở thành một người chuyển giới quyến rũ và hấp dẫn. Còn trong không có gì để Giang không làm được, kể cả nó là người đồng tính hay là một bất kỳ một ai chăng nữa. Giang tin rằng Giang là một người bà mẹ tâm lý, ở bên cạnh lắng nghe những cái tâm sự, lắng nghe những cái mà kể cả con mình nữa. Nếu mà con mình ra ngoài đi học, sau này con Giang đi học, nếu nó là người đồng tính hay là người muốn chuyển giới, nó có bị kỳ thị thì nó cũng biết là mẹ nó sẽ luôn luôn bảo vệ nó và biết là dạy như thế nào để cho nó mạnh mẽ hơn, nó vượt qua cái sự kỳ thị ngoài xã hội đến như thế nào. Thì Giang nghĩ rằng đấy là cái mà mình có thể làm để cho bạn. Nếu mà muốn học hỏi gì mẹ Giang á, thì Giang muốn rằng đó chính là Giang muốn giữ được cái tình yêu thương con như cái của Giang một cách, cái ngọn lửa yêu thương ấy thì mẹ Giang dành cho Giang rất là lớn. Thực sự đến ngày hôm nay, vượt qua cả những cái ham muốn của bản thân, của cha mẹ, mong muốn con mình trở thành một người nối dõi tông đường, mong muốn con mình trở thành một người đàn ông thành đạt, bố mẹ Giang vượt qua được cả những lớn hơn hết thảy, họ chỉ mong con là hạnh phúc thôi. Thì Giang mong là sau này Giang cũng thế, Giang vượt qua được cái đó. Mình nuôi con nó là một cuộc đầu tư, đúng không? Rất nhiều người đầu tư cho con cái, để con cái cho đi học ở nước ngoài, cho làm mọi thứ để mong rằng là lớn lên nó báo đáp. Nó là một cuộc đầu tư mà. Nhưng mà cha mẹ Giang không, bao nhiêu là dâng cho con mình hết, và không biết rằng là con mình sẽ thành công với các bạn, nhưng quan trọng là con hạnh phúc. Thì cái đấy là cái Giang muốn học của mẹ Giang lớn nhất, đó là tôn trọng cái quyết định của con mình. Và Giang cũng sẽ như thế, không trông chờ là nó phải trở thành ông họ bà kia để mang lại cho mình cuộc sống vương giả hay là cuộc sống giàu sang, mà quan trọng là Giang sẽ giữ cái tình yêu đấy. Còn cái điều mà Giang khác đi thì Giang sẽ không giống mẹ Giang, bởi vì Giang là phụ nữ hiện đại, Giang sẽ không phải là một người phụ nữ nội trợ, Giang sẽ trở thành một người mẹ mà có một cái kinh tế vững chắc để cho con mình luôn luôn cảm thấy an tâm. Giang sẽ trở thành một người mẹ mà mạnh mẽ hơn, có nhiều mối quan hệ ở ngoài hơn, giao lưu để cái con đường tương lai của con mình nó tốt hơn. Thì đấy là cái mà Giang sẽ khác mẹ Giang. Thực sự nó không phải là không thể, nó là chưa xảy ra và chúng ta phải cùng nhau chiến đấu tiếp. Giang cũng không phải là một bà tiên để có thể vẩy cái cây đũa thì gia đình là hạnh phúc, cái vẩy cây đũa thì gia đình cái chấp nhận, hay là vẩy cây đũa này thì bố mẹ người ta yêu thương người ta, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Giang không phải là một bà tiên để có thể làm được cái điều đó ngay, nhưng Giang sẽ nỗ lực, Giang sẽ tạo nỗ lực rất là nhiều để mọi người đồng cảm với điều cái chuyện như thế, để họ chấp nhận con cái của họ. Và bản thân những người đang gặp hoàn cảnh như vậy, họ cũng phải nỗ lực cho chính bản thân mình, thì cùng với Giang chúng ta mới có cái thành công, chứ không bởi ỷ lại rằng là Giang thành công rồi thì tất cả cha mẹ sẽ chấp nhận. Cái chuyện đấy là sẽ không thể xảy ra được.